Kính thưa quý vị, YouTube giới thiệu dịch vụ phim trả tiền không quảng cáo, tin từ Los Angeles, California. Alphabet Incorporation là công ty mẹ của mạng chia sẻ YouTube, cho biết là hôm thứ Tư, là ngày 28 tháng 10 tới đây, họ sẽ cho ra mắt chương trình thuê bao 10 Mỹ Kim một tháng tại Hoa Kỳ, cho phép khách hàng xem phim trên YouTube mà không bị quảng cáo làm gián đoạn. Bắt đầu từ đầu năm tới, thì dịch vụ có tên là YouTube Red sẽ bổ sung thêm những chương trình và phim độc quyền từ những nhà sản xuất hàng đầu của YouTube như Cashbird, Lily Singh và Fine Brothers. Ông Robert Kine là giám đốc kinh doanh của YouTube cho biết là số lượng người dùng muốn trả tiền hàng tháng để khỏi phải xem quảng cáo đã tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Theo ông Kine, thì kế hoạch này sẽ cung cấp một nguồn thu nhập mới cho YouTube và những nhà sản xuất phim trên YouTube. Các trang mạng đối thủ như Vesso và Vimeo của Interactive Corporation đang thu hút những ngôi sao trên mạng vào những chương trình có trả tiền. Những chương trình này cho các nhà sản xuất được hưởng tỷ lệ doanh thu cao hơn là họ thường nhận được từ các đoạn phim có quảng cáo trên YouTube. Facebook cũng đã đang thực hiện bước đi nhằm để gia tăng khán giả xem phim trên trang mạng của họ. YouTube dự trù sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ phim miễn phí được quảng cáo hỗ trợ. Hiện có hơn 1 tỷ người xem trên toàn thế giới.